Đây, có bác thợ bác bảo là không thể cuốn được đầu từ cassette. À, tất nhiên nó tùy cái, nhưng cái nào gỡ ra được thì sẽ cuốn được, đúng không? Đấy. Bác bảo có cái bác nào hồi xưa ở trên đường thành cũng mới cuốn được. Bác ấy cuốn được thì em phải cuốn được chứ, đúng không? Đấy. Cái vấn đề là phải gỡ được ra, còn không gỡ được ra thì chịu. Đó. Đây. Bé đúng là cái thành tầm bồng tài cuốn được tất. Bé nữa còn cuốn được như coi của điện than, của kim điện than gần cuốn được không chì cái này, đúng không? Đúng. Vấn đề là phải gỡ được ra hay không. Đây là coi của từ thu nhá. Đây. Thế con này là từ đã bị làm lại rồi nhé, từ thấy đục ra làm lại rồi. Đấy. Con từ này khi quá trình mà lắp tháo ra nhà mà lắp vào ạ, là chủ yếu hiệu suất nó chỉ đạt được khoảng 70%, là không như con này. Ví dụ như con này nếu nó zin này, bởi vì chủ yếu nó đứt dây, nếu zin tháo ra khéo léo có thể hàn lại được thì ok, thì lại được 100%. Mà đã tháo khi mà đứt dây mà phải tháo ra rồi quấn lại như này, khi lắp vào thì cái tiếp tiếp xúc này, tiếp xúc của cái lõi ferrite này nó sẽ rất kém. Không biết là hãng họ dán bằng keo gì, nhờ mình dán vào nó vẫn có khoảng cách, đâm ra từ thầm nó hơi kém, nhưng mà nó chỉ đạt tới 70% nhé. Rồi, ok các bạn nhé. Đấy. Khi mà tháo ra này lắp vào rất khó, lắp vào nó chỉ đạt được 70%. Có lần em lắp vào thì nó đạt được 90%, nhiều rất hiếm, chỉ đạt được 70%, 80% là nhiều. Đã không hiểu là hãng họ dùng cái keo gì họ dán, mình dán vào không được, dán vào vẫn có khe hở. Rồi, ok nhé.